con thưa thầy là con gái con nó bị mẹ còn sống do tuổi dậy thì á, mà hiện nay có đeo nẹp để và kết hợp tập vật lý trị liệu ở tại nhà mà tình trạng nó vẫn không có tốt, không cải thiện. À, con xin thầy hướng dẫn cho con cái phương pháp y mau mặt với lại tập vật lý để cho con chữa cho con gái của con ạ. Nó bị bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, phát hiện nay gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi, dạ. Mà giờ đang điều trị vật lý thì vật lý trị liệu mà trị ở đâu? Dạ con điều trị ở bệnh viện Hồng Đức ở Gò Vấp, tại vì chỗ con ở là gần bệnh viện Hồng Đức, là đó có bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Dược xuống để trị. Okay. Và hiện nay con đang tập vật lý cho con gái con mỗi ngày và luôn xà lên banh và kết hợp nhiều biện pháp, nhưng mà tình hình ấy cũng chưa có cải thiện. Chưa có cải thiện. Ok. Dạ. Rồi cho mượn coi cái phim đi. Ôi trời mẹ ơi, sao dữ vậy nè. Dạ. Mẹ bắt đầu nó bị sao vậy? Dạ nó bị một bên nó bị cong lên, nó gù cái cơ cái sau lưng nó bị gù lên đó thầy. Gia đình phát hiện là đưa đi bệnh viện. Bữa nay là chưa có mổ, hiện nay thì cái đặt vật lý thôi cho nó thôi. À, cái này khó rồi nha. Dạ. Tại vì nó cong nhiều quá. Đây nè. Đây nó cong nè. Thấy chưa? À, vẹo như vậy. Và cái nguyên nhân mà bị cái này sao là họ nói sao? Dạ thì cũng có nhiều nguyên nhân lắm, vừa chủ quan vừa khách quan, nữa là nó là cái tuổi dậy thì là nó dễ bị. Thứ nhất, thứ hai nữa là do là cái nồi ở mức tư thế hoặc là mang cặp nặng thì nó cũng bị, cũng bị ảnh hưởng. Ôi mẹ ơi. Rồi bây giờ mình đi đứng xong đi cho thầy coi coi. Bắt cỡ cốc gì chứ bệnh không có gì đi thì cũng tạm á, tại vì cũng con cũng ráng tập vật lý cho bé đó, nên là cũng đi cũng được, nhưng mà cái này là phải điều trị chứ không là càng về sau á thì xương nó cứng mà không có tập được. Đứng dậy coi, đứng rồi con quay lưng qua đây. Áo nẹp bỏ ra, áo nẹp rồi hả? Dạ. À, đó, áo nẹp hay quá. Áo nẹp để cho nó giữ lại cái cột sống á thầy. À, đúng rồi. Con lúc ơi là con phải ơi. Cứng đeo về tội nghiệp, nó ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi đó. À, nó bị dẹo luôn bên đây hả? Dạ. Rồi họ dần lý thì họ làm cái bằng cách gì? Dạ thì tập bằng cách đun xà nhẹ nhãn cột sống ra. Ừ. Rồi lên cái bát banh to. Rồi ngồi đi con. Cho con bé nó lên banh rồi con có những cái bài tập bóp lưng, bấm ấn huyệt mà sau lưng rồi duỗi nó, nói chung là nhiều bài mà trên bệnh viện người ta chỉ cho rồi. Nó phải về để tập lại cho nó. Ok. Dạ. Nên là hôm nay con cầu mong thầy là có cái biện pháp gì hay là bài học gì để chỉ cho con để con ấn huyệt là con sẽ về con tập như thế để cho con gái của con nó mau khỏi bệnh nè. Rồi thử bỏ ra đây coi. Dạ bỏ đẹp ra hả thầy? Rồi bỏ đẹp ra đi. Dạ con xin phép vô trong. Rồi vô trong đi. Ngồi xuống đi, không có tiền đứng mà. Em thì chỉ là ngồi đi con. Ê hết nửa cái trên đầu này thầy. Ừ. Mà càng ngày trí nhớ nó càng giảm nhiều lắm cơ. Rồi. Rồi cơ thể em là bị viêm đa khớp. À. Tại khớp gối em nó sưng, như nó đau ngồi xuống về xuống như không được. Rồi. Ngồi rồi sưng khớp em. Dạ vâng. Có giờ hiện nay có sưng không? Có mà nó giảm đi rồi thầy, nhưng mà nó ngồi xuống về xuống đất thì không được, mà ngồi sổ, ngồi ghế như vậy thì được. Ừ. Dạ vâng. Mà cơ thể em là toàn bộ cổ vai lưng nó đau hết rồi. Biết rồi, bị cái viêm đang khớp giãn thấp là nó vậy. Chị đợi chút xíu đi, rồi để đi qua đi xíu. Con đi nữa, bây giờ đi không? Ok. Rồi. Rồi đây. Rồi mà bình thường con thấy nghe trong người nó sao? Đau lưng nhiều hả? À, đau. Đau đó. Con với thầy làm con. Mấy học lớp mấy rồi? Con học lớp 9 rồi. Dạ. Con học lớp 9 rồi. Thầy đang nghiên cứu cho con đó. Người ta nói mẹ. Mà cô bị rồi, lúc nào cô biết không? Thầy
thấy dạ, dạ. Bà cũng cứ để yên thần thinh ở đâu dạ. 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 Không có gì đau quá em hay là buồn không làm gì đó. Chị thứ nhất là mình sẽ mua cái cặp đá để mình chờ mấy gan
Một còn đá lạnh á thì xin Thu Yến mượn đá ở đây là vô đây cái là chồm liền, bởi vì cái đá lạnh nó sẽ làm hết cái sinh, nhưng mà chồm đá nóng để nó đừng có bị co mạch. Thành ra cùng một lúc vừa chồm nóng cái gan vừa chồm lạnh cái chân thì nó chống được cái viên ha. Còn cái đầu chị Viên sao quên rồi, chị nói cho nó nữa, cái đỉnh đầu này mà quên mất trí nhớ dần dần đó. Rồi chị bước ra đi, rồi chị bước ra đây, rồi chị đứng ra đây. Mà bị mất trí nhớ bao lâu rồi? Đâu, thầy nói nó giảm từ từ các bạn, bây giờ thì nó lê cái đỉnh đầu. Được rồi, đừng nói nữa, được rồi. Rồi, ở đây ai có người nào học nghề thuốc không? Có người nào học nghề thuốc không? Anh này có học nghề thuốc không em? Con bước lên đây. Thầy thuốc, thầy thuốc phải không? Bước lên đây. Rồi. Anh lấy ngón tay cái, anh chặn ngay cái chỗ động mạch cảnh cho tôi là đó. Anh lấy cái này, anh nhận nhẹ vô, nhận nhẹ vô, rồi nhận đều vô. Anh thấy mà nhảy không? Im ru. Im ru. Rồi, anh đẩy bên đây. Im ru. Rồi bây giờ là anh để cái tay anh vô cái của anh, là mặt cảnh của anh đây, để tôi chỉ cho đúng. Để anh đừng có quay cổ, anh để yên đó, đó anh vô, anh nghe nó nhảy không? Rồi nè, cô ấy đứng lên. Đây em sờ vô cái vô đây cái chỗ của cô này rồi, nghe đập không? Rồi được rồi ha. Cảm ơn vậy. Chúc mừng cô. Cô đã bị tắt cái động mạch cảnh rồi. Thì bệnh của cô yên tâm đi. Thì chỉ cần trong vòng 2 năm nữa là cô gặp mặt ai cũng nhớ. Chỉ cho hết chồng thôi. Thôi ngồi đây đi. 2 năm nữa thôi. Thì trong cái trường hợp của cô này á, là cũng bị tắt cái động mạch cảnh rồi. Mà giải quyết mà muốn hết liền, dễ lắm. Vô bệnh viện mổ liền, mổ hai cái lấy cái ống hút nước đút vô, hai cái lên lên não, bây giờ máu lên não không có, máu lên não lên không được nữa, cho nên là cổ không còn còn cái đầu là cứ lần bị máu lên được, cái nhất cái thứ hai nữa là cổ sẽ lần mất trí nhớ, không còn nhớ nữa, tại vì máu không nuôi lên được, không được ngủ được không? Ngủ thì ngủ nhiều lắm. Đúng rồi, hay quá, ngủ rất nhiều mà ngủ gục nữa, tại vì lúc mà đương nói chuyện cái nói với nó luôn, tại vì là máu lên trên não nó thiếu, nó là thiếu oxy, thành ra là buồn ngủ, thành ra là ngủ hoài, tao nói trời nhỏ này giỏi ghê, đầu óc cũng lo lắng gì, lúc nào cũng ngủ được cái đấy, mừng cho cô, em sắp sửa mất trí nhớ rồi. Okay. Bởi vì á, nó không phải bị sơ vữa động mạch, hai cái động mạch cảnh mà nó sơ vữa cả cái động mạch cổ luôn. Cho nên á, nó thiếu máu lên trên cái thần kinh trung ương luôn. Thành ra là nó thiếu máu rồi thì nó cái dây là nó bị là chuyện đương nhiên, chuyện bình thường. Ha. Và như vậy á, bên đây là thứ mấy? Bên đây thứ hai. Thứ ba là học cái cổ ha. Thì thứ ngày mai á là sẽ học bơm máu đầy đủ lên từ não hết, rồi tôi sẽ chữa cho cô từ từ. Và bây giờ trước mắt á, là cô sẽ chút xíu bước ra, cô mua cho tôi liền hai cặp đá, một cái cặp đá trường gan, cái cặp đá trường thận. Trường gan là sao? Trường gan đó là tối á, nếu mà ngày có thì giờ thì làm ban ngày, còn không có thì giờ làm ban đêm, nhưng mà một ngày làm hai lần thì tốt hơn. Một cái trường ở gan, một cái trường ở cổ, tối đi ngủ trường ở cổ, rồi sau đó là trồn một bữa thì trồn bên cổ, cái bữa trồn bên sau. Và chị làm cho tôi cái đó trong thời gian học tập ở đây. Thì như vậy á, là ở đây á, là cô Yến sẽ dạy cho mọi người học cái hút không khí nè, rồi dùng nước ớt nè, rồi bỏ ăn nè. Ở đây bắt buộc, đối với cô là bắt buộc phải bỏ ăn buổi sáng rồi. Em nhìn được. Nhìn được, vậy cảm ơn cô.
vậy là cô sẽ khỏi có cơ may khỏi bệnh. Thì như vậy là khoảng 6 tháng cho tới 1 năm thì tôi hứa sẽ phục hồi cho cô lại nếu như cô thực hiện đúng lời tôi. À, còn ban ngày cô đưa đi cô học thì một cái thì trồng gan, một cái thì mượn đá lạnh lên thì trồng được rồi. À, và như vậy á, là cô muốn cho khỏi hẳn mà trở lại người bình thường cô sẽ mất 3 năm. Không, tôi nói cho mọi người hiểu để không có ở đây không có phải là chỗ của thần tiên. Ở đây chữa trị hướng dẫn, chữa trị nghiêm túc, thành ra mình phải thực hiện đúng như vậy. À, tất nhiên trong một tuần lễ, một tháng là chị đã thay đổi hoàn toàn rồi, chị đã thấy cái bước tiến triển tốt tốt rồi. Nhưng mà nhớ cái lời tôi nói là không được ngưng, phải thực hiện cho đúng 3 năm thì bệnh nó mới trở lại như bình thường. Nếu không thì 1 năm hay 2 năm sau chị không còn nhớ ai hết. Một cái thứ nhất, cái thứ hai còn muốn giúp cho chị khỏi liền, đi thẳng vô bệnh viện bỏ luôn 2 lần bệnh cảnh thai từ cái. À, còn cái chuyện gì đi tới đâu tới tôi không biết. Em cũng có thể là nhờ mà mổ xong cái gì đi thẳng lên thành Phật Thích Ca luôn. À, thì cái chuyện đó mình chưa biết. Nhưng mà thôi, bây giờ làm người phàm đi. Nha. À, làm nghề gì? Dạ, cũng là chăm sóc mẹ với ba anh thôi ạ. À. Ờ, dạ. Vậy là bà này rất có hiếu. À. Mà có hiếu bà này mới được học đây. Ai chỉ lên đây vậy? Coi mạng á, thầy. Coi mạng. Vậy là chỉ là được cái là Đức Phật cái là hướng dẫn hộ độ, tại vì chị có hiếu. Mà thường thường những người thường có hiếu á, mà tới cái bệnh cái nghiệp mình đã mang rồi em, nhưng mà tới lúc là bây giờ giải nghiệp cho chị được rồi. Chứ còn nếu ấy mình tuổi chưa bao nhiêu mà ngu khùng khùng giờ mà giờ thấy mẹ rồi em, nhưng mà nhờ cái chị là cái người mà có hiếu như để với mẹ mình với bà mình thì chị sẽ được bù đắp lại cái đó. Cái chuyện mà có hiếu á, mà mình làm được cho gia đình, cho cha mẹ mình á, thì không có cái gì mình không làm được. Tôi nói mọi người hiểu chưa đó. Khi mà chữ hiếu mình đã làm được thì không có cái gì mình không làm được. Vậy không, bây giờ chị cũng không cần niệm Phật, niệm gì đó. Bởi vì Phật không ở không được việc lý lịch cho chị. Mà chị chỉ cần phụng sự mẹ cha mình một cách đàng hoàng thì cái đó là ta chứng minh. À, rồi còn cái nghiệp mình á là có thể giải được hết nếu như cái chữ hiếu của chị đi lên cái mức độ cao. Anh chị Phật chúc chị thành công. Rồi mời tiếp. Vâng, từ từ bình tĩnh, người ngồi trước đã hỏi trước rồi. Rồi. Xin chào thầy, hôm nay cũng may mắn đến gặp được thầy. Dạ đúng rồi. Thì nói chung là mình bệnh nhiều lắm, nói chung là siêu thị bệnh luôn. Rồi hay quá. Thì nói chung là bệnh tim mạch nay là mấy chục năm rồi. Rồi ok. Bây giờ trong tim có đặt một cái máy tạo nhịp. Rồi cái huyết áp bây giờ nhiêu? Dạ huyết áp thường thường nó là 11, 7 rồi 19 rồi nó cứ khoảng tầm tầm đó. Nhưng mà cái mạch đập. Mạch đập thì nó đập theo cái nhịp máy. Là nhịp máy à, vậy tốt rồi. 6 mười mấy là một phút. Dạ. Cái thứ hai nó bây giờ kiểu như tim bị hồi lúc còn trẻ đó, bây giờ lâu quá thì nó qua đến cái tác động mà bị cái thận nó lọc yếu. Rồi. Dạng suy thận mãn. Rồi. Rồi hình như một năm trở lại đây thì nó bị cái giãn tĩnh mạch cái chân. Bây giờ nó sưng cái chân nó cứng. Đi nó khó khăn lắm mà nó mỏi nó nặng làm những cái đá mà trì xuống. Rồi có lúc á thì ở phần cái cổ nè tự nhiên nó mỏi hết hai cái vai. Mấy cái đó dễ là mình nhai là mình nghe nó cũng mỏi luôn rồi đúng đó. Đi bệnh viện thì nó cho thuốc mà kháng sinh cho nên không có dám uống, về nói chung là không uống. Chị trước là làm nghề gì? Dạ lúc trước là làm công nhân thôi, bây giờ về hưu rồi. Về hưu rồi. Dạ cho nên giờ nghỉ hưu nhà không có mặn gì hết. Rồi ai nuôi? Dạ con. À, con nó dạ, có lo cho như là lãnh tiền hưu đó thì hưu có đáng nhiều đâu. Dạ, trời ơi, mấy bà làm công nhân người lương hưu nhiêu nên là cái bệnh này nó đeo nặng, nó cũng tiền nhiều lắm thầy. Đúng nên rồi. Nghe được thầy mừng lắm rồi. Ai cái bà bạn ở bên ngoài Đồng Nai rồi, bà đi bà coi mạng bà biết bà chữa rồi. Ai có chữa rồi hả? Dạ hai ngày có một số ngày còn lại chưa. Dạ bà mới bữa nay học cụ quá hả? Được rồi. Cho nên lên gặp thầy để thầy tư vấn cho thầy giúp giùm hai cái chân đi, giờ đi đứng nó khó khăn. Rồi thôi ngồi xuống. Rồi, bây giờ cho bà này phỏng vấn, bà này học 2 ngày thì sao rồi? Mình thủ bà kia đi vậy? Bà này chưa có trả bà đồng nào nha. Bà chỉ đóng tiền thôi. Em thấy là em học rồi về thông máu được chân với đầu. Thì cái phương pháp này rất là hay, em thấy là hay, em tâm đắc lắm, em coi hoài, tối nào không coi hết trơn. Nhưng mà có cái về thì giờ con nhiều khi không được. Nhiều khi đè lên đầu rồi để là thông máu đầu rồi, không được.
đuổi nó coi. Rủ bà bạn này đi lại về hai đứa à giỏi rồi, cảm ơn chị. Rồi rất là hoan nghênh, xin cho thằng phố tay. Người ta nói là mình xây là bao nhiêu điện chùa cũng không có quan trọng, bởi vì mình không xây cũng có mấy ông mấy người khác hay xây, mình không cúng chùa cũng có người khác cúng thôi, chuyện đó chuyện của thế nhân. Bởi vì người nào làm ác nhiều thì đi chùa nhiều, tại vì mình làm ác đi chùa để mà xin phật để tha bớt tội rồi làm tội tiếp. Rồi được rồi, được rồi, bây giờ chị nghe tôi bây giờ á là chị đến đây là chị được có cái may mắn là có một người có cái tâm đạo, nhưng mà cái tâm đạo bà này cũng có ý đồ, tức là có người giúp cho mình. Em nhưng mà cái câu mà tôi thấy á, là hồi xưa giờ tôi vẫn bao giờ nói với học trò sa vo đo ni đông cử vua hồi xưa vo, khi nào mình biết cho thì mình sẽ nhận được. Thành ra là chị đã làm một cái chuyện phúc đức là dụ được chị đi học. Do đó là nhập viện. Rồi nhập viện giống như chị này, nhưng mà chị này ấy, là phải 3 năm làm máy, chị phải 5 năm mới làm máy liền. Nhưng mà tôi nói chị nha, chị may mắn lắm, chị mới sinh đẻ ra ở cái thời kỳ này. Bởi vì cái thời kỳ này ấy, là tim mạch của mình ấy, bây giờ Việt Nam mình làm được hết rồi. Chứ còn cái thời mà năm 1980, 80 mấy ấy, lúc mà tôi đang công tác ở bệnh viện ấy, thì tôi nói cho mọi người nghe, hãy mà bị như chị là chết hết, không có được cứu. Còn có tiền mình ra nước ngoài làm gì, ai có tiền đi nước ngoài. Do đó là chị cũng đã cái may rồi. Cái may thứ hai nữa là chị gặp cái người bạn tốt để dụ chị đi học để giúp cho bạn. Thế thì chị cứ thực hiện đúng như lời bên đây nói, bỏ đói hút không khí, chị làm đúng với tôi đi. Rồi bây giờ mình phải làm máy từ từ trở lại. Còn trong quá trình chị học ở đây thì có thể là mai hoặc là mốt tôi sẽ chỉnh lại cái cuộc sống cổ với cuộc sống lưng cho chị lại. Khi tôi chỉnh lại chị sẽ không còn khe khó chịu gì hết. Nhưng mà cái mà tôi chỉnh á, chẳng qua là triệu chứng giải quyết tạm thời. Cái căn cơ phải là chính của chị. Chút xíu xong là chị lai cua cho tôi hai cục đá liền. Cái gì mà tôi nói cho chị này làm thì chị làm y hệt như này. Và chị sẽ thấy nó biến đổi từng ngày một giống như chị này. Học hai buổi rồi, vừa rồi nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà thấy cái cơ thể mình bắt đầu cảm thấy dễ chịu rồi. Hôm nay có trần đá không? Dạ có. Rồi có hốc không khí không? Dạ có. Rồi có bỏ đói không? Dạ bỏ đói. Bỏ lấy cái gì nữa của bạn. Nãy giờ nói ngon quá, nửa đâu có làm hết. Hết bài, giờ chưa hết bài. Phải bỏ đói. Không phải. Vấn đề bỏ đói ở đây không phải là để làm cho ốm, mà làm cho những cái chất sơ vữa, những cái chất lắng động trong cơ thể của mình được có cái việc gội rửa để tiếp nhận những cái mới. Ốm quá thì cũng phải bỏ đói luôn. Phải bỏ đói. Nhưng mà nhớ là buổi trưa không được ăn ít, ăn đầy đủ cho tôi, ăn bù lại, phải ăn thịt ăn cá đầy đủ. Nhưng mà yên tâm, đừng sợ là ăn không ngon, sẽ ăn ngon. Vì sao? Vì mình bỏ đồ, mình đồ dữ lắm, cho nên ăn ngon lắm, yên tâm đi. Chị, giờ thầy khuyên chị không dám ăn thịt, không dám ăn gì. Không, không, không phải ăn thịt cả. Bây giờ tôi nói chuyện gì nghe, Phật bây giờ ngủ rồi. Không có tu con trai thầy, nhưng mà kiểu như ăn vậy, sợ cái thận nó lọc. Không phải đâu. Chị nghe là tôi, khi mà chị ăn uống đầy đủ đàng hoàng, mà chị ăn á, mình không phải là mình ăn tham, mà mình ăn để mình sống. Ông Lạt Ma là Phật sống kìa, còn ăn thịt ầm ầm. Hỏi ông tại sao ông ăn thịt, ông nói ở trên núi Tây Tạng làm gì có ngao vậy. Nhưng mà mình tu á, hay là mình ăn thịt cá, không phải là ăn không ăn thịt, không ăn cá thì mới gọi là tu. Mà nhiều khi mình ăn cái đó mà mình không nghĩ tới sát sanh hại vật, mình luôn luôn mình nghĩ đến cái sự cái linh hồn tiến hóa cho cái con vật đó, thì mình cũng là cái cách tu. Còn chị đừng có nên làm cái chuyện mà bác sĩ mà biểu chị, bác sĩ nào mà biểu chị mà kiêng không ăn á, là chị nói tôi không bác sĩ đó, không có bác sĩ nào mà cấm mình ăn đó. Mà cái đó là do dân gian truyền tụng là nói cái thận thế này thận thế kia không được ăn, không phải. Chị cứ bỏ đói cho tôi đi, rồi trưa chị ăn uống cho đàng hoàng, ăn uống cho đầy đủ cho tôi.
ăn miếng thịt, ăn miếng cá, ăn cái gì thật ngon, cái gì ngon nhất là ăn. Em bây giờ gần chết rồi mà còn nhịn nhục cái gì nữa, phải không? Ăn cho ngon lên để cho nó thì nó chết, nó thay đổi cái cơ thể mình trở lại. Bởi vì làm đúng như lời tôi nói thì trong vòng một tháng sau cơ thể chị đổi hết rồi. Thì bây giờ muốn cứu được mình là phải có cái dinh dưỡng nha chị. Ha, chị chưa có phải vô chùa nên chị có được quyền chào Phật, nói cứu với Phật là bữa khác đi, còn bây giờ tôi cứu tôi trước đã nha. Rồi A Di Đà Phật, tôi xin cho chị rồi đó. Được, yên tâm ha, hốt không khí ha, chỉ cho hốt không khí. Dạ, hốt là mình có trăm cái nhưng mà không biết hốt đúng hay không thầy. Kệ nó, giờ hốt thử coi. Hốt đi. Bà hốt giống như cái chết vậy. Đây, hốt mạnh lên nè. Đó, vậy đó. Khi nào mà hốt không được là sắp chết rồi. Thấy không, chị nào mà làm là sắp chết rồi. Còn mà hốt mạnh được vậy là chị sống nè, đừng có làm. À thôi, đó, mời bạc nàng đến tươi trẻ rồi nha. Thôi, được rồi, vậy rồi, mời bác. Tiếp tục bây giờ về nhà, đi học ở đây, rồi về cho nó về nhà nó nghỉ. Rồi là bữa nay, ngày mai nghỉ, bữa ngày mốt lại tôi làm tiếp cho nó. Mỗi ngày tôi làm chỉnh cái cuộc sống cho nó ngay lại từ từ. Ừ. Còn cái chuyện gì mà ở trong bệnh viện làm thì chị cứ thực hiện đúng, không có sửa đổi gì hết á. Rồi thuốc men, rồi tập luyện sao, làm y chang vậy. Hay rồi ta hướng dẫn gì về nhà tập cho con, chị cũng y chang vậy. Nhưng mà còn lại đây tôi làm y chang vậy. À, rồi bây giờ là chờ chút xíu chị về chị mua cặp đá cho cháu nó chườm ở đây. À, rồi thôi, xong rồi. Bây giờ vậy con ở đây con học với con cho ba má chở nó về đó. Cho ba nó chở về đi. Rồi là cho rồi cái thứ nó có còn đi học phải không? À, rồi cái thứ ba là nó buổi sáng là nó chạy lại cái ù của tôi làm đổ ưu tiên cho nó trước rồi về đi học. À, rồi chị là học ở đây chị hút không khí, chị uống nước ớt, chị làm sao sao thì chị về chị dạy cho con. Ok, rồi con về. À, bây giờ nghe dễ chịu nhiều chưa? Ngon lành chưa? Bắt tay cái. Rồi bưng rồi ha. Rồi ok, để thầy chỉnh lại cho cái cuộc sống ngon lành này. À, con về đi. Con cái kim cha ba nó đem về. À, được rồi, em thêm về. Xin phép thầy tôi ngồi. Kính thưa thầy và các anh chị. Tôi ở Dịch Giá. Ở đâu? Dịch Giá, Kiên Giang. À, Kiên Giang rồi, Dịch Giá, Kiên Giang. Hiện nay tôi đang học cái lớp mà vật lý trị liệu. Dạ. Ở bên chỗ trung tâm của Vĩnh Đức đấy. Vĩnh Đức. Và hiện nay tôi tập cũng được hơn hai, được gần 20 ngày rồi. Tốt rồi. Và tôi bị cái bệnh đau phần trung tọa. Dạ. Thế mà tôi cũng được lâu đấy, được gần 20 ngày mà tôi thấy vẫn đau. Dạ. Thế nên hôm nay là tôi cũng nghe ở đây cũng lâu rồi mà cũng chưa tin lắm, nhưng hôm nay nghe thầy trả lời tôi ham quá. Thế thì bây giờ thế cho nên tôi sang đây, tôi hiện nay là còn mấy ngày đóng tiền mỗi ngày là gần 1 triệu rồi. Rồi. Thế mà cũng không có thua gì cả, cũng vẫn còn đau, chắc là cũng phải dài hơn nữa. Và tôi thấy có người ta bảo đâu phải nữa là 1 tháng. Dạ. Thôi. Mới khỏi. Ngưng đi. Qua đây. Thế thì tôi hiện nay tôi còn mấy ngày nữa. Dạ. Thì còn cũng biết nói, nhưng mà chiều đến để chị cũng được. Dạ. Thế thì tôi sang đây tôi nghe cái này thế. Tôi cũng mong là thầy được chữa cho tôi là học. Bây giờ mới chữa. Tôi bây giờ mới đi học. Vâng. À. Tôi học cho nên đủ khóa thôi. À. Khóa 7 ngày. À, khóa 6 ngày. Ở đây mới 5 ngày đó. Vâng. Vâng. Thế thì còn gia đình ấy thì nghe thầy nói thì gia đình tôi đủ bệnh. Rồi. Bệnh gì cũng có. Rồi. Nếu mà thầy mà truyền cho tôi được thì được. Tôi về tôi hướng dẫn cho đây một điều hạnh phúc nhé. Được rồi. Hồi trước bác đi bộ đội à? À, tôi trước có bộ đội. Rồi, nhìn thấy tướng bộ đội rồi. Dạ. Cảm ơn. Vâng, thế thôi. Rồi, ok. Dạ. Quân khu chính ha. Vâng. Rồi, mời bác đứng về đi. Rồi, bác đi tới luôn qua đây coi. Có đau chưa? Không đau. Mà đau cái chân nằm. Đau chân. À, đau chân đó. Rồi bác nằm lên đi. Tôi làm cho bác giảm chút xíu rồi bác học. Dạ, dạ. Bác nằm lên đi. Rồi, nằm nữa. Cái đầu bên đây. Rồi, rồi, ok.
Cứ tự do tác chiến nha, đừng có nhường nhịn vậy là bộ đội mà đứng ngang. Rồi ngồi lên đó giữ chặt nha, ok. Rồi bắt sao bên môn nào qua đây, con này. Rồi bắt quay qua đây. Nhiệm vụ của tôi là làm cho bác đỡ, tôi chỉnh cái cuộc sống của bác lại nha. Rồi nắm chặt lại, ok. Rồi tao cái chỗ nào nhiều biết nói nha. Không có ở đó, nhưng mà cái cụ Linh này, cái Linh này ở chỗ này đúng không? Đây đúng rồi, nó lồi cục ra rồi. Nắm chặt lại, nắm chặt lại đó nha, nắm chặt lại. Nghe cục chưa? Chưa nghe được làm cho nghe. Rồi ngồi dậy, tôi chỉnh cuộc sống lại rồi. Bây giờ ông đi đứng lại coi coi giờ coi chân bớt chưa? Trước này nó tê. Bây giờ sao? Chưa kịp tê, chưa kịp bớt nhỉ? Chưa kịp bớt hả? Nó cứ tê ở dưới bàn. Rồi đây. Chưa kịp bớt. Chắc là chưa kịp bớt. Chưa kịp. Rồi nằm nghiêng qua. Này là khôn lắm. Chết qua. Rồi bắt tỉnh nào không? Bắc Giang. À, dân Bắc Giang phải không? Rồi được rồi. Bắc Giang thì xử cho Bắc Giang. Rồi mềm nha. Rồi. 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 Bây giờ không vô nữa thôi. Rồi ngồi dậy khoan chưa? Còn xử nữa. Thôi ngồi lên, ngồi lên. Ngồi lên, ngồi lên. Ngồi lên đó, vậy đó. Rồi hai cái tay tròn lại. Còn chừng chừng luôn vậy đó, nóng vậy đó. Hai chừng xin luôn. Em không còn nghĩ mà chưa tôi chơi luôn. Rồi thẳng lên, thẳng lưng lên. Rồi, được rồi. Bây giờ bước đi hết rồi. Gần như hết tê rồi. Ok. Rồi. Để chỉnh là lại ngon lành. Ok. Rồi, tiếp ai nữa? Rồi, từ từ trên xuống dưới. Đây. Rồi. rồi cái chân á, cái đầu đầu chứng hai bên đây kỳ rồi, vừa tháng 3 rồi, rồi. Rút nước ra, rồi. Ống gì đó rồi sau đó là không đi được nữa, rồi. Chích giảm đau rồi có chưa chích chích nhờn vô rồi thầy, nhưng mà vẫn bị sưng, vẫn bị không được, dạ. Rồi bây giờ khó khăn rồi hai cái chân đã không có có ngồi hỏng được đó thầy. Rồi nhập viện. Dạ. Nhập viện không? Cho bà lẹ lưỡi. Nhập viện thiệt ở đây chứ cần đi bệnh viện kiểm tra. Dạ. Viện này. Dạ, yes. Rồi, tới đây. Đấy. Rồi, được rồi. Ở đây tôi coi sơ cho cái để cho còn yên tâm học. Rồi cái tay tôi chuyện bình thường. Thấy không? Đó, bởi vì khi mà bị cái này á, thì cái này do chèn hụt số cổ gì. Dạ. Rồi, cái tay này quay lên. Đưa lên cao lên thì cao. Rồi đây hết rồi bỏ ra. Em còn uống uống lưng điệu lắm. Rồi đây lên, lên nữa. Rồi. Ok được rồi. Mọi người tôi coi tôi chỉnh sơ thôi. Tại vì mình mà chị chỉnh mà mấy người hết bệnh xong trốn mất. Không vô lo học. Mà cái này á là chỉ chữa tạm thời, còn cái mà chính của mình á là mình phải học đầy đủ bộ sậu của nó, thấy không? Bơm máu rồi các thứ này nữa. Hả? Thôi đừng có năn nỉ. Người nào tôi làm được tôi làm, đừng có dụ. Gói kệ nó.
cứ học đi rồi tính. Tê dữ lắm, tay cái này tay gì chứ phải không? Dạ, nó bầm đen cái tay luôn á. Đâu? Bầm đen luôn á. Có lúc nó bầm đen cái tay luôn. Có cho bạn. Tại vì là máu nó không xuống được. Nó bị chèn ở cái tay này. Thấy không? Rồi quay qua. Đó, để đây. Bạn của qua Trần Thị. Dạ. Đỏ, nghe chưa? Nghe cái cột rồi. Là nghe cái cột á. Nghe cột là nghe cái cục á. Để tay mềm xuống. Đó, nghe chưa? Rồi, lên nằm lên cái. Thanh niên, thanh niên. Thanh niên. Rồi, bỏ tiếng ra. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Thì cho nàng này là ngon cái cổ xong rồi còn đi học nữa. Rồi, dịnh nha. Chưa là ác lắm, bây giờ phải bị xếp cổ. Rồi, đi. Ây da. Ây da, mama. Rồi, đứng dậy. Rồi, chưa, bây giờ dơ ra là có bớt lên nha. Kịp chưa? Kịp rồi. Kịp rồi, kịp rồi. Thôi, đừng có trốn học nha. Thầy, nó khổ gì nè. Cái đang qua kêu mình tính ở lại 24 tháng 3. 24 tháng 3 là anh đăng ký lên học. Đúng rồi. Mà bây giờ á, ở bển nó mới về được có mấy mười bữa à, bây giờ giấy cội em mới thi quốc tịch. Rồi. Bữa nay cái đi đổi vé ra bay mà không có về, phải về ngay bữa 1 Tết tới đây. Rồi. Phải trở về Mỹ á. Rồi. Bây giờ dự lớp được cái gì? Các qua Tết này rồi, vậy thôi, tôi sẽ chữa một nửa thôi. Tôi không chữa hết đâu. Rồi, qua Tết về. Rồi, qua Tết về. Bởi vì thiếu tình là không bỏ được, ok. Dạ. Rồi, phát từ từ, bình tĩnh. Hai, cầm cái micro này nói nè. Em. Không, không, cái đó là bắt đầu là ai, ok. Dạ, thầy, con bị tê tay nó chân thầy. Ừ. Bị giờ hai cái tay này nè. Ừ. Nhất cái nó tê bị thành cái tọ nữa. Ừ. Hai chân bị tê rồi. Rồi. Rồi được rồi. Nhập viện xong rồi. Đưa cho cô kia. Đưa cho cô kia. Nhập viện. Rồi. Cái cô em học xong là ngày thứ bữa nay thứ hai, thứ ba, thứ tư tôi mới chữa cho em được. Rồi. Dạ con chào thầy. Chào cô bác ở lớn. Cô chắc con cũng bằng được cái bước của trời Phật với ông bà cũng thương con mới được gặp thầy ngày hôm nay á. Ừ. Dạ. Con mừng lắm thế này. Con bệnh nhiều lắm mấy thầy. Con trị tùm lum rồi là ai chỉ đâu con cũng đi thuốc bệnh viện nào cũng đi mà con bệnh trị hoài sao không hết thầy. Bị gì? Con bị khớp cổ mà mấy cái hệ thần kinh lên cái đầu nữa bên đầu con á thầy. Mỗi lần nó nhức con hay lắm. Ừ. Lắc nó nghe cắt cái đầu nó này. Rồi. Con lắc với con bớt hồi lâu dữ lắm luôn. Ừ. Con mới hết nhức đầu thôi, nó nhức dữ lắm á này. Rồi được. Rồi nó nhức cái khớp cổ này nè. Rồi. Cái gai cái dài mấy cái khớp này nó cũng nhức đó này. Rồi, đúng địa chỉ rồi. Mà con lắc con vuốt nó nghe rắc đó này. Rồi, rụng rời hết rồi. Cái khớp lưng ngày hai cái đầu gối con á này. Cũng như hết thân rồi này. Rồi. Đăng ký học chưa? Dạ con đăng ký, con mới đăng ký hồi nãy á thầy. Rồi phải không? Dạ. Đây tôi giải quyết cho đi học. Phải không? Đấy, vì bà này khổ quá, bà khóc quá. Bà nói là gặp được thầy coi như là bước rồi phải không? Được rồi, đứng đi, đứng, đứng. Nhà đâu? Ở Long An. Dạ, đi lên đây gần cái gì? Ở rồi luôn, được rồi, quyết tâm đi. Hết bệnh rồi về, nha. Rồi nhà làm gì? Nội trợ thôi. Còn hôm trước làm gì? Ok. Ở nhà là chồng nuôi rồi hả? Dạ, à, thôi được rồi. Thế bởi vì ta mới lấy chồng một cái bước như vậy đó. Không nổi. Bây giờ là học xong làm được thì về làm thôi cái gì đó. Đúng không? Đó. Chưa có. Yeah. Đây này. Rồi, nằm xuống đây.
Em ơi, buông tay. Ngồi lên, ok. Rồi nằm yên lên, nằm yên lên. Rồi em đi xuống được này. Rồi bỏ chiếc qua đây chút xíu. Đặng cái này ra. Rồi nắm chặt này lại đó. Cái lưng tao chỗ nào. Rồi đưa đây, đây chỉ đây, đây, đây. Được rồi. Thôi, ok. Thôi không, một bên thôi. Biết rồi, xuống đi. Đi bộ qua. Rồi đi qua tới luôn, đi coi đầu cổ rồi sao này. Dạ rồi, xích bên đi tí. Ngồi đi cái. Lùi ra sang chút. Nữa. Rồi, mềm cái cổ, mềm nhẹ. Tôi lắc và đừng lắc. Bây giờ làm cái là lắc này. Hết rồi, đứng dậy đi. Dễ chịu rồi. Ngon lành chưa? Rồi nghe nhẹ chưa? Ok, rồi tiếp. Bạn đi đâu? Rồi sao? Chào thầy. Con cái thì vậy mà thầy, hồi năm 2006 con bị cao hút mũi, mổ ba lần rồi xạ trị 35 tia rồi á, là có cái một cái hạt ở lòng mặt cảnh này. Bác sĩ mổ rồi không dám bóc ra, tại vì cái rễ cho nó ăn vô cái lòng mặt cảnh rồi. Bác sĩ nói nếu như mà đụng chạm đến nó là nó sẽ bị đứt lòng mặt cảnh mà chết trên bàn mổ, không đúng thể nó cứu kịp, cho nên nó là sống chung với. Rồi bây giờ là máu lên được, nó cứ rần rần này thầy, rần rần cái đầu, hiện tại giờ nó tê tê vậy đó. Đêm thì có khi ngủ được, có khi ngủ không được. Được. Cái hai cái cổ này nó mỏi nó nhất. Rồi. Cái tay này nó tê. Có bị chèn cái giờ cũng cổ này. Dạ, rồi nhất cả cái lưng sống, cột sống, hai cái gót, hai cái đầu gối. Coi như là đi thầy, đi ai chỉ đâu đi đó thầy ơi, nhiều khi ra tới Hà Nội, Campuchia đi tùm lum hết thầy. Rồi. Khổ lắm. Bây giờ nhập viện được chưa? Dạ được, chẳng sang luôn. Xong rồi. Chị nhớ đủ rồi, về chị ngồi đó. Bắt đầu tới ngày thứ hai mai 1 gì đó, để xếp lịch tôi sẽ chữa cho chị. Không, cái đó cho nó dễ. Cái đó đây là mình cho uống nước ớt, rồi cho hấp không khí, rồi cho bỏ đói. Chạy bữa chị ổn lại. Còn cái riêng cái đồng mình cảnh chị ở đây có cái gì quý một chút xíu á, là ra xong chị mua cho tôi 2 cặp đá, 1 cặp chị cho mấy gan, 1 cặp chị cho mấy cổ ha. Một chút xíu cô Yến hướng dẫn cho. Rồi hai nữa, rồi một người đó thôi. Rồi xin mời đến hết giờ rồi con học. Dạ thưa thầy, em ở ngoài Huế vào mà em bị thoát vị địa đệm á. Rồi là 4 năm rồi mà năm 2015. Rồi. Bây giờ nó bị đau từ vai xuống chân xuống rồi. Toàn thân đều đau hết. Vào 2 ngày rồi, thứ bảy với chủ nhật mà không gặp thầy, nên là em đi cũng không được. Rồi lớn đây. Ôi trời ơi. Bây giờ để đi được phải không? Rồi có nhập viện không? Rồi vô đây lên đây. Trời ơi tội nghiệp chứ. Ở Huế, ở Kinh Thành hả? Dòng họ Công Thành Tôn Nữ Thị Nguyệt Nga. Rồi để tìm được mà mình vàng đeo đỏ tay nữa. Quay mà biết được em cao mà kìa. Thấy gì hả? Ở đâu? Mà con bên ca. Ở đâu quá con mới về. À ở bên ca hả? Đi giải bóng cũng kìa. Làm cho đỡ đi còn học heo. Rồi quay qua. Đúng đây, để nhẹ thôi ha. Đó, vô rồi chưa?
Rồi. Rồi đây, em ơi, em thấy. Rồi, rồi, em ơi. Ừ, mày nhiều chuyện dữ à. Rồi. Nhiều chuyện dữ à. Quá sướng. Rồi, nằm nghiêng ra. Tiêu đây. Đây, ông đây. Đó. Cuộc sống đang cho nằm nhiều. Ở đây phải không? Ồ, ngay đây. Trời, cái này bỗng sướng thôi. Đâu? Còn hai chân cái hai. Còn hai chân, còn hai cái mông nữa. Thôi, nói rồi, thôi. Cái này biết đòi hỏi dữ lắm. Sống chạy vô. Ok. Hết rồi, không kêu nữa rồi. Rồi, đứng dậy đi ngon lành nè. Ây da. Thoát cơn đau đớn nè. Ngồi xuống đứng dậy, ây da. Sao rồi? Vậy được phải thầy. Vậy được chưa? Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.